Xin chào tất cả các anh em đã trở lại với Hà Nội Computer. Thì hôm trước có một anh khách gọi cho mình và bảo là bây giờ build cho anh ấy một bộ tản nhiệt nước tầm 20 triệu chỉ dùng đồ có xe thôi. Và mình thì mình chưa có bao giờ tản nhiệt nước cả. Cho nên là hôm nay mình sẽ gọi anh Tuấn Anh ở đây. Anh Tuấn Anh thì mọi người biết rồi đấy, vị vua của sự ướt át, chúa tể của những fitting, the master của những đường ống đúng không ạ? Vậy thế nên bây giờ chúng ta hãy cùng xem anh ấy chọn những đồ để build bộ tản nhiệt nước này nhé. Xin chào anh em, hôm nay thì có một bộ tản nhiệt nước custom. Và loại bộ này thì hầu hết là cái linh kiện chính của nó có màu trắng. Tại vì anh chủ nhân này có lẽ anh muốn góc máy của mình thật là sáng, cho nên là anh đã chọn sản phẩm mình là sản phẩm chính nó tông màu trắng. Thì hiện tại nếu mà một cái bộ custom mà có full tông trắng thì mình thấy Corsair đang có giải sản phẩm đấy, chất lượng khá là tốt. Cho nên là mình đã lựa chọn đây hôm nay một bộ custom có giá trị đến khoảng gần 20 triệu. Và tất cả các linh kiện nó, hầu hết các linh kiện chính đều là đến từ thương hiệu Corsair. Đấy, bây giờ mình sẽ liệt kê vài cái sản phẩm chính ở trong cái danh sách linh kiện đấy. Ở đây là trong kho của Hà Nội Computer thì bây giờ mình sẽ lấy cái linh kiện chính ở trong này. Ở đầu tiên là có cái block của CPU. Đây là con block của CPU của Corsair, nó có màu trắng nhé. Rồi, tiếp theo là mình sẽ lấy cái bơm. Đây bơm. Phần bơm thì dùng của EK, tại vì lúc đầu mình đã offer với cả anh khách là một cái mẫu bơm của Corsair màu trắng, nhưng mà anh nhìn thấy cái mẫu bơm đấy thì nhìn trông nó hơi có vẻ hơi thô, cho nên là anh quyết định là thôi đổi sang cái mẫu này cũng được. Tại vì dù gì cái bơm này nó có hình trong suốt, cho nên là lên màu có lẽ là sẽ đẹp hơn. Đây là một cái radiator màu cũng màu trắng nhá của Corsair. Nó kích thước là 360mm, hỗ trợ được 3 quạt 120. Rồi, đấy một vài linh kiện chính. Còn các linh kiện như đây rất là nhiều fit này, gồm có fit nối ống này, fit góc này và các loại ống nước và nước. Thì nước làm mát thì bọn mình để ở một cái tủ riêng. Thì bây giờ mình sẽ ra đấy để lấy nốt cái chai nước làm mát. Anh ơi, sao mình lại chọn nước này nhỉ? Đây là nước làm mát chuyên dụng của EK. Thì cái nước này ấy, đầu tiên là nó có tác dụng làm mát rồi. Thứ hai nữa là nó sẽ có tác dụng ở chống rêu, ở tảo. Tại vì trong cái bộ máy đấy nhiệt độ nó khá là giống với nhiệt độ mà thích hợp để cái rêu tảo phát triển. Cho nên là mình dùng cái nước này. Thứ ba nữa là nó dùng cái này sẽ không bị ăn mòn với thành phần bên trong. Không bị oxy hóa. Đúng rồi, không bị oxy hóa. Đấy. Và cuối cùng, vì sao mà anh chọn cái màu xanh đục như này, xanh dương đục? Tại vì cái bộ máy có tông màu trắng ấy, nếu mà dùng cái màu xanh đục này nó sẽ cho cảm giác mát hơn rất là mẻ, kiểu giống biển đúng không anh? Đúng rồi, vâng, hiểu, trong hè đến là thấy thích biển đúng không? Vâng. Ui, bây giờ thì mình đi lấy nốt đồ còn lại anh nhỉ? Ok, bây giờ okay. Sẽ lấy nốt những cái sản phẩm còn lại thôi. Vâng, ok anh, mình đi thôi nhỉ. Ở đây bọn mình đã lấy đủ hết tất cả sản phẩm rồi và bây giờ sẽ tiến hành đem đi lắp đặt thôi. Dạ vâng, các bạn có thể thấy ở đây là đồ đạc đã lên trên này hết rồi. Mọi người có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một card màn hình ROG Strix trên bản Gundam rất là đẹp đúng không ạ? Và có cả main Strix nữa. Đấy, mình có thể thấy rằng đây là một anh khách rất là đẹp trai và rất là nhiều tiền. Tại vì là hôm nay mọi người có thể nhìn thấy rằng chiếc card này rất là đẹp rồi, nên là anh khách chỉ yêu cầu là bây giờ chúng mình tản nhiệt là custom cho chiếc CPU thôi. Thế nên là tại vì như các bạn biết rồi đấy, mình thì không có quá nhiều kinh nghiệm hay là kỹ năng về vấn đề tản nhiệt nước custom. Nên là anh Tuấn Anh hôm nay sẽ giúp mình để lắp chiếc này, chiếc tản nhiệt này. Dạ vâng, thế bây giờ thì việc đầu tiên mình cần làm là gì anh nhỉ? Thì hiện tại các linh kiện đã lắp ráp lên đây gần hết rồi. Thì anh nghĩ là lắp đến đồ nước luôn thôi. Thì đồ nước đây nãy cũng có. Đây, thì mình sẽ lắp cái phần radiator và bơm những thứ sẽ lắp lên đây. Đấy, trong lúc đấy thì anh sẽ thiết kế đường ống và fit. Thì em có thể lắp giúp anh cái radiator này vào đây được không? Radiator. Thế bây giờ mình lắp radiator thì hướng nào nhỉ? Cái này nhá, thì anh cái này là radiator 360 thì sẽ đặt ở dưới. Và hai cái ống sẽ ở bên này. Vâng. Đấy. Okay. Thì sẽ lắp bên đây. Nhưng một cái lưu ý là khi mà trước khi mà nhét cái đấy vào ấy, thì em sẽ luồn cái dây này ra các cái tức là luồn qua thông qua đây đúng không anh? Đúng rồi, nó lỗ cắm ra sau. Còn cái 240 nữa anh nhỉ? Đúng rồi, cái 240 thì sẽ lắp bên này nhưng mình sẽ lắp cái 360 trước. Vâng. Thì em sẽ lắp cho anh cái đấy nhá. Vâng. Trong lúc đấy thì anh sẽ đi ống. Đúng rồi, vâng. Sẽ đi ống, okay. Tiết kiệm thời gian. Bộ
máy này thì ngoài vấn đề hiệu năng ra thì chủ nhân còn có mục đích chính là dùng để trang trí, cho nên là bọn mình đã bố trí ở đây là hai radiator. Thực ra thì chỉ cần một radiator thôi là đã đủ khả năng để làm mát cho cái CPU Core i9-10900K này rồi. Nhưng mà mục đích chính đấy, như mình nói, là dùng để trang trí, cho nên là khi mà bố trí hai radiator thì mình sẽ bố trí được nhiều đường ống đi vòng vèo hơn. Thế nếu mà em cảm thấy rằng là có vẻ như là cái việc mà lắp tải nhiệt nước này nó rất là khó. Và đấy, như anh nói là nó mất rất nhiều thời gian và kinh nghiệm nữa. Và theo như em biết là hình như là sau khoảng một khoảng thời gian là phải bảo trì, đúng không anh? Bảo dưỡng cái bộ tải nhiệt này. Đúng rồi, tại vì nó có chất lỏng mà. Nếu mà mình dùng sau một khoảng thời gian ấy, nghĩa là đối với loại nước màu ấy thì nó sẽ có cái hiện tượng có thể nó có cặn ở trong đấy. Thì mình nên là vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ. Cặn nó sẽ dính vào kiểu các block đúng không anh? Đúng rồi, dính block. Thì nếu mà để cho cái hiệu suất nó đảm bảo như thời gian đầu ấy thì mình nên đi vệ sinh rồi sục rửa lại tất cả cái hệ thống thì nó sẽ tốt hơn. Đó là hay thường xuyên phải ấy thôi, nhưng mà nếu mà em dùng các loại nước xịn như nước của UK này thì gần như là cái thời gian sử dụng ấy nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái nước mà kém chất lượng hoặc là nước cất. Nước cất. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Wow. Cái màn hình ROG Switch. Thế như mình biết thì như đây là 3080 RTX 3080 hay là 3080 Ti gì đó, mình không thể rõ đấy, nhưng mà nói chung là ở dòng cao. Khi mà mình nhìn vào chiếc cặp màn hình này thì mình cảm thấy rằng uầy, đúng là cái bộ máy này sẽ có tông là trắng là chính tất nhiên rồi, xong rồi nhưng mà sẽ có một chút nét xanh và một tẹo đỏ nữa, đó tạo ra một chút cá tính trong bộ máy này. Và các bạn có thể nhìn thấy, tại vì main cũng là cùng với cả dòng này, đó chính là main Z590 Wi-Fi phiên bản Gundam đó, nên là cũng có những cái nét đỏ như vậy, cũng có những nét xanh như vậy ở trên chiếc main. Thì trong cái cây này thì các bạn bắt buộc phải dùng đó là dùng nguồn SFX nhỉ? FFX nhỉ? Nguồn bé ở đây mà mọi người nhìn thấy thì nguồn bé ở đây. Tại vì do sẽ có những sự giới hạn về kích cỡ. Đó, mọi người nhìn thấy kích cỡ nó chỉ được cho phép từ này thôi. Nên là bắt buộc phải dùng nguồn như này. Nhưng mà hiện tại thì trong thời điểm này nguồn SFX FFX thì nó cũng tương đối là mạnh rồi. Có thể đạt lên tới là 850W. Nếu mà các bạn có thể mua những dòng của Cooler Master cũng có, hình như là của có xe cũng có một chiếc đó. Ở đây thì mình đã bố trí là nước từ bơm sẽ chảy xuống radiator 360mm ở phía dưới, và sau đó từ radiator 360 ở phía dưới sẽ chảy lên CPU và tiếp tục chảy ra radiator 240mm ở mặt hông và sau đó quay lại bơm. Do cái bộ sản phẩm này, cái bộ custom này hầu hết các linh kiện là đều đến từ cái thương hiệu cao cấp như là Corsair hay là EK, cho nên là trong cái quá trình đi nước gần như là không gặp cái vấn đề gì cả. Nhất là cái phần đồng hồ thì đồng hồ này nó lại đến từ một thương hiệu là Whisky. Đây là thương hiệu Trung Quốc, cho nên là khi mà mình lắp ấy, nó không có một cái chỉ dẫn cụ thể là cái đường in hay out như nào để phù hợp với cả cái đồng hồ này. Cho nên khi mà lắp lên nó bị ngược chiều, cho nên là khi mà nước chảy qua cái đồng hồ đấy, nó sẽ cái cảm biến sẽ không nhận được cái tốc độ vòng quay cũng như là nhiệt độ nước các thứ, nó không nhận được. Cho nên nó đã báo lỗi và cảnh báo là có nghĩa là lúc đấy bơm không hoạt động, nhưng mà thực ra là bơm có hoạt động nhưng mà cảm biến nó không nhận được, cho nên nó báo lỗi. Và sau đó thì mình đã xem xét lại và phát hiện ra đấy là do vấn đề là cái chiều nước nó bị ngược, cho nên mình đã phải đảo cái đồng hồ này xuống phía dưới. Thì khi đảo xuống phía dưới thì nó chảy xuôi, nó sẽ hoạt động rất là bình thường. Thôi bây giờ sẽ test dò thôi. Là anh sẽ test từ cái cổng vào đúng không anh? Cổng vào mình nước. Mình sẽ test trực tiếp từ cái chỗ châm nước. Vì cái chỗ này là cái đằng nào mình sẽ phải tháo cái chỗ này ra để châm nước vào đấy. Nếu mà đấy là chỗ châm thì lúc mà ví dụ chẳng hạn như là khi mà gì nhỉ? Gọi là cần bảo dưỡng ấy thì dùng đường nào anh? Thế là dùng khi mà bảo dưỡng thì đây ở đây nó sẽ bố trí thêm một cái là cái đường để xả. Để xả nước thì chỉ cần tháo này ra và một đoạn bền như này mình cho vào là mình có thể dốc được nước ra ngoài rồi. Em có thể cầm giúp anh cái đây. Bơm không? Cái đồng hồ nhé. Đến tầm nào thì là vừa anh?
Thực ra là theo khuyến cáo thì sẽ đến tầm khoảng 0.5 là ok rồi. Nhưng mà muốn an toàn thì có thể bơm lên một chút trong cái quá, khoảng quá giữa không? Khoảng giữa màu xanh này đó. Giờ sẽ bơm vào này. Đang có cái gì chứ? Nó không lên nữa. Dưới này. À dưới đấy chưa bị bịt. Nếu chỗ mà đấy không thử test giò trước đúng không? Việc đổ nước ở trong này thôi, bao nhiêu nước sẽ chảy hết ra chỗ này. Thì chết dở. Chết dở đúng không? Kiểu mặc dù mình làm nhiều năm rồi nhưng mà nhiều lúc vẫn thỉnh thoảng bị quên anh nhỉ? Đúng rồi. Tại vì những cái chỗ đấy rất là kín, chỗ đấy nó bị mình không thể nhìn thấy được. Bây giờ sẽ test lại. À lên rồi. Lên. Lên ngay đi. Bắt đầu lên. Bây giờ mình khóa lại là sẽ là chuẩn nhất. Đây, gần như là không có giảm gì nữa. À, tôi tính rõ là cái đường ống này là thế là ổn rồi đấy. Ổn rồi, không có bất cứ đoạn nào dò gì đâu. Rồi, anh em mình sẽ đợi một lúc cho trong thời gian đấy thì nó sẽ xem nó có bị giảm chút nào không. Ừ. 20 minutes later. Nhìn trông trắng hơn bao nhiêu không? Chứ bây giờ nếu mà dùng cái dây nguồn mặc định thì nó hết lại xấu. Đúng rồi, nó sẽ một cái màu đen nhìn trông nó không được đẹp cho lắm. Thôi, mình sẽ thay bằng dây này là nhìn nó đẹp hơn rất nhiều rồi. Trong lúc đấy thì như test ở đây là áp suất vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Có nghĩa là hệ thống này đã ok rồi thì bây giờ chúng ta thể bỏ cái này ra mà châm nước thôi. Rồi, ok. Như mọi người thấy thì ở đây đó chính là sản phẩm đã hoàn thành của anh Tuấn Anh chúng ta. Mọi người nhìn ở đây đó chính là những đường ống đã được đi rất là gọn gàng, rất là đúng và những gọi là hóc cạnh, góc 90 độ cực kỳ là mượt mà. Đúng không anh? Đúng rồi. Làm rất là thực sự cái công việc bọn mình đã làm rất là lâu và tốn rất là nhiều công sức nhưng mà thành quả cuối cùng thì rất là xứng đáng. Mọi người có thể nhìn thấy là đèn ở đây rất là lập lòe, những chiếc fan của Lian Li và cộng với cả chiếc cảm hình đến rồi từ Asus nữa, cực kỳ là sáng và đẹp. Bộ PC này tính là khoảng tầm bao nhiêu tiền anh nhỉ? Anh ước chừng chắc khoảng hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Ủa, tại vì đây toàn gần như là toàn những cái đồ mà giá trị rất là cao. Ví dụ đặc biệt nhất là con cạc đồ họa này. Cạc đồ họa này giá đã xịn lại còn lại gắn rừng nữa. Đúng rồi. Đúng không ạ? Nếu các bạn có thể hứng thú với những sản phẩm đây, ví dụ như là cả màn hình, như là mainboard, CPU hoặc là những linh kiện tại những nơi custom thì đường link sẽ nằm dưới mô tả. Và nếu các bạn có thấy video hay và hữu ích thì tại sao không bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn tại một video sau.